Hello, xin chào mừng anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân quay trở lại với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp sớm hơn một chút quý anh chị nhé. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì trong lòng Biển Xanh cảm thấy rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư nhiều sức khỏe, mỗi ngày luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất nằm ở khu vực trung tâm, một khu vực rất là đông đúc dân sinh nhà cửa quý anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ đến quý anh chị quý nhà đầu tư một vị trí cực kỳ là tiềm năng và đắc địa, ngay vị trí trung tâm. Khu vực này đang xây nhà rất là nhiều và đây nó là một khu vực trung tâm. Bên kia chính là con đường trục chính TC4, mình chạy thẳng 50m là công viên 7 kỳ quan thế giới, một cái điểm nóng, một điểm nhấn rất là hot của cái khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này rồi quý anh chị nhé. Và vị trí của chúng ta ngày hôm nay là một lô đất có diện tích ngang 4, dài 14, 56m², đất thổ cư 100% sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Từ cái nhà này mình đo sang là 4m, dài sâu xuống phía sau là 14, 56m² quý anh chị nhé. Và lô này nó là hướng Tây quý anh chị, vô cùng là phù hợp cho những quý anh chị thuộc mệnh Tây tứ trạch. 4x14 ở đây chúng ta xây nhà một trệt một lầu ở cái vị trí trung tâm này thì cũng rất là đẹp rồi. Những quý anh chị nào mua để kinh doanh, đầu tư sinh lời hoặc có thể xây nhà để bán cũng rất là phù hợp ở cái vị trí này. Từ cái nhà đo sang 4m, dài sâu xuống phía sau là 14, 56m². Một vị trí cực kỳ là đẹp quý anh chị. Giá của lô này chỉ có 750 triệu bao mọi thuế phí công chứng sang tên, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào nữa quý anh chị nhé. Từ đây chúng ta chạy sang công viên 7 kỳ quan thế giới chỉ có 50m thôi, rất là gần khu vực trung tâm. Và từ con đường này chúng ta chạy thẳng là mình đi ra cổng chính luôn. Quý anh chị và các bạn đang xem được video này của Biển Xanh, thấy cái giá tiền và cái vị trí này nó phù hợp với túi tiền của mình thì hãy nhanh tay nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Trên cung đường này đang xây nhà rất là nhiều và đây chính là một vị trí trung tâm. Chúng ta chạy thẳng về phía trước thì ra công viên lớp, công viên tình yêu, ra khu vực hồ sinh thái. Cái vị trí này quý anh chị xem được video của Biển Xanh thì nên sở hữu vị trí này quý anh chị nhé. Đây là một cái vị trí cực kỳ là đặc biệt, tiềm năng 4x14, hướng Tây, 56m², sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Quý anh chị mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của nhà nước. Giá cực kỳ là rẻ quý anh chị nhé, chỉ có 750 triệu bao tất cả mọi thuế phí công chứng sang tên, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào. Quý anh chị còn chần chừ gì khi mà thấy được cái video này của Biển Xanh thì hãy gọi ngay cho Biển Xanh hoặc kết bạn Zalo thì Biển Xanh cũng sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị mình để sớm tìm ra những cái vị trí bất động sản đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như là để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Trong cái khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này thì cái lượng mặt độ xây dựng mỗi tháng trung bình là khoảng hơn 10 căn xây đó quý anh chị. Do đó mà chừng vài năm nữa thôi là cái khu này cũng sẽ kín hết. Và tổng diện tích của khu này là 107 hecta và vẫn còn đang tiếp tục mở rộng thêm 49 hecta nữa. Do đó Biển Xanh mới nói rằng ở trong cái khu này nó đang phát triển khá là nhanh và mạnh. Trong khu này thì hạ tầng hoàn thiện là 100%, toàn bộ chúng ta sử dụng là nước sạch, nước máy, xây dựng tự do quý anh chị nhé. Và cái vấn đề ở đây đó chính là chúng ta đi mua bất động sản thì mình nên tìm những cái vị trí mà có pháp lý rõ ràng, giấy tờ minh bạch thì chúng ta hãy mua. Và mình mua như vậy thì mình vẫn sẽ an toàn, an tâm, không phải lo lắng gì về vấn đề sổ sách. Còn chúng ta đi tìm và mua những cái vị trí mà dự án trong tương lai, sổ sách chưa có thì chúng ta cũng khá là hồi hộp và lo lắng. Do đó quý anh chị hãy tìm những cái vị trí như thế này để mà đầu tư. Và toàn bộ ở khu vực này thì chỉ còn khu Cát Tường Phú Sinh là giá còn mềm và rẻ, vừa túi tiền để quý anh chị có thể sở hữu thôi quý anh chị nhé. Những cái dự án khác như là Xuyên Á hay là Phú Nguyên thì cái giá nó đã lên khá là cao rồi, phải nói là đu đỉnh. Do đó quý anh chị chỉ có thể mua để ở thôi chứ còn khó đầu tư. Những cái giá tiền mà nó trên 1 tỷ là mình đầu tư nó cũng đã khó ra rồi. Bởi vì khu vực này thì đa phần khách hàng là lượng công nhân rồi những người dân tỉnh lẻ về đây để an cư lập nghiệp cũng như là đầu tư sinh lời. Cho nên là những cái số tiền mà dưới 800 triệu như thế này chúng ta sở hữu, chúng ta đầu tư thì cũng sẽ rất là dễ dàng thanh khoản, hoặc là mình mua để xây nhà. Với cái diện tích 4x14 như thế này mình xây nhà một trệt một lầu cũng khá là đẹp rồi quý anh chị nhé.
tùy theo quỹ tài chính của mình bao nhiêu thì mình có thể xây dựng bấy nhiêu, chứ không phải bắt buộc chúng ta xây nhà theo kiểu mẫu nào hết quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.